Xin mời các bạn đến với trận đấu đầu tiên của khoa giày bóng 4 xã Vinh Thuận, đội chủ nhà. Một pha chăn bóng tốt của đội đối với cái đội ta. Tiếp tục một pha chăn bóng tốt. Nhưng mà đối với cái đội gì? Cái đấy. Khoa đen. Chủ nhà đang dẫn trước 2-1. Rồi điểm 2 đều. Hai đều. Bắt bóng không săn lưới. 3-2. Ba đều. Bốn ba. Chẳng bóng tốt. 5-3. 5-3. Sáu ba. Bốn sáu. Má bốn trận lận. Điểm 7-4. Phát bên trái, Cường bên phải, Nhật bên giữa, Ca Trì, Hải YouTuber, Linh dự bảy, bên số 4, bên ngoài bên trước à? Bên nàng bên bên nàng bên vậy luôn á. Cái này là che nắng thôi. Tính mua cái hỗ trợ cơ. 58. Mà không. Hỗ trợ cơ không quen. Nó không quen, không có dùng cái này được. Anh đi giùm em cái. 9. Trời ơi, trận thứ 5 lần mới chơi, chờ số 5 lần. Thứ 5 trận thứ 3. Thẳng xuống đây đừng mẹ. 10 năm. 15 điểm nhập chắc là chắc đi bánh dài bên kia rồi. Giờ để mày đánh. Đúng không? Để người ta ngủ mình ngủ mình chế. Nó như qua chứ. Giải có điểm trừ tiền sân. Chán. Tao cho ai mà làm vô sân cho chơi. Cố gắng đổ mà lấy nhất đi. Kiếm mà nhất nhiều. 2 triệu. Nhất 2 triệu đóng 800. Đủ 800 à. Kiếm mà tại đóng phí hết 1 triệu rồi. Phí hết 1 triệu. Rồi 600. Sang 400 là hết 1 triệu. Chờ cỡ hết 150. Chờ 100 à. Nó nói thật. Nó phải chừng 100 ngàn. Lá 60, 3 lá 58. Lá chuối. Quá tốt. Có bộ đón đà tốt của bạn áo vàng. Công an huyện Vĩnh Thuận. Bình nước đấu. Nhập đi đâu còn quen hết trơn à. Chờ người ta hay sao. Kết thúc xét đấu thứ nhất. Nhanh à. Dạ.
cái số mình nó 1-3 cùng 1,2 triệu, bữa nay cùng 1,2 triệu. Một triệu. 2 triệu. Chết mẹ ơi. Hơi thiệt. Thú. Không được nha, không được nha. À, không được. Ê, trắng. Ngồi đi trắng camera. Này bài coi. Ê, 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 ê. Hai bằng nhau. Bánh trong xa hai bằng nhau. Hai đều. Mấy em cứ thích y nhỉ. Anh không thích. Em thích, anh không thích đâu. Bay mất độ xí mấy cụ, mười cụ của anh ạ. À. À, chạy đi, Cà Mau về. Cố gắng lên. À, thu nhập như vậy hoài. Đang cai nhưng mà không thành công. Cứ băng cai. Ngày nào cũng có kèo như vậy ha. Trời chắc bỏ làm đi đó. Có camera nè. Mọi sự thể hiện của anh sẽ được ghi lại bằng camera của Lý Hải. Anh nói gì vẫn còn thấp, thu nhập thì còn thấp ca. Đúng rồi. Sao thằng lận? Giải tầm phải từ 3 triệu rồi đó. Sao bà? Hình như phải đúng như kiếm là phải nhìn cũng giống như là 3 sĩ, 5 sĩ mới đúng không? Giải trước mà mấy đâu giải mất 3 triệu. Tốt dữ vậy trời. 2 triệu rưỡi rồi. Giải. Đã. Từ từ đến đây. Chưa kìa. Gì cơ? 42. 73. Kiếm gì vậy? Kiếm chuột. Quá. Kiếm chuột còn lỗ tai mà. À, mất, bình Vĩnh mất người 2 sĩ. 83. Chính xác. Chỉ chắc kiếm được ở sĩ 2 luôn. Ở ngồi nó đóng tiền, nó đóng 500. Kiếm. Chưa quen á. Ra phun nước vô. Cũng tập của người ta ghi một hiệp một cái một là hết luôn á. Một set. Không chú ý đâu, mình chết. Quá im. Này đem học bánh nè, đem nước ra.
sau đó tóc cuối đó. Gì chơi kỳ vậy? Chơi gì vậy? Chính xịn. Có cá chà chứ gì? 27. Trời ơi, chết luôn nhảy giò nữa. Đúng không ca? Đứng phích nước, học bánh, qua chọn khác ngồi á, thưởng thức. Đi du ngoạn. Cá ơi, học bánh với đem bánh với ca nước, thùng nước á, nay qua chọn khác ngồi. Ê mẹ à, thưởng thức. Đúng quá rồi. Qua đó đi, học đi luôn, cho nó mát á, tại có cây á, nó mát phải luôn á. Tôi ngại quá. Thả nữa mọi người cũng dạy thả. Điểm cuối á nha. Đừng xung mới 21 luôn mà đưa lại ngược lại quá. Nó coi đẹp kéo quá. Trời ơi cái tôi hít mà nó có cái cục tròn tròn ở trong á. Khỏi nó lăn á. Nghe đã nha.